này ra giữa nữa, còn cái ống mặt trăng nữa, mình còn tụi mình có bốn loại lên cả nhà ơi. Đó, đủ hết giờ mấy anh em mình sẽ bài trí ra ngoài để mà ngồi ăn thôi cả nhà. Đó, để tao lấy chúa để đây luôn, lát ăn gì xong. Mình biết gì trên bên? Mình biết tên gì chưa? Là mình ăn hôm nay á là Nam đi về quê nha cả nhà. Nam về về Bình Định. Hà Tĩnh. Ủa, Hà Tĩnh. Không biết gì. Không biết đâu. Nói gì cho nó nẹt vậy, không biết. Dạ. Ngày gì thôi Nam vô ngồi ăn em. Nam vô đây em. Nam vô đi. Hi, xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Cả nhà đố hào trong cái hùng này là cái gì á? Đồ ăn hả anh Vin? Không phải, trong này cái hùng này là của một cái cô mà ở bên nước ngoài cả nhà. Cổ gửi thùng đồ này cho My với lại Na. Thì My đang quay phim cho mình đó cả nhà. My với Na, My thì giờ chưa qua, còn Na thì bây giờ kiểu như đang... Ủa? Na, lộn, Na. Bây giờ Na nó đang rất là hồi hộp luôn cả nhà, nó đang muốn biết trong đây là cái gì á. Nguyên cái thùng quà này là của cái cô đó gửi, thì cô đó có nhắn tin với mình trước rồi cả nhà. Thì cô có coi được cái video này thì cho con gửi lời cảm ơn cô đã gửi cái phần quà này cho Bina với lại My nha. Hả? Cái gì vậy? Sao cười? Sợ quá. Là sợ không? Đó thì đây là nguyên cái thùng hàng, thì con xin phép cái này là kiểu riêng tư, thì con để hai đứa nó tự cui ra rồi để mà coi bên trong có cái món quà của cô tặng nha. Nói chung là nó vui lắm cô ơi. Nó nãy là hôm qua giờ kiểu như nó về cái đơn hàng này, nghe tin về đơn hàng này kiểu như nó mất ngủ hay gì á, nó cứ gọi con chuốt rồi nó hỏi con chừng nào về hoài à. Đó thì làm con mất ngủ luôn, làm con cũng bị mất ngủ luôn. Na có lời nào muốn cảm ơn cô nè? Dạ con cảm ơn cô đã gửi quà cho con với lại My. Còn mà bây giờ thì chưa có My, My đang bắt xe qua cả nhà, My đang đi công việc chưa về, giờ My đang chạy qua. Thì bây giờ mấy anh em mình sẽ bắt đầu tiếp cái video này là bằng một cái món ăn gì mấy đứa? Bằng món ăn gì? Ủa anh Minh, ông Minh hay vô hả? Ủa quên. Nè cầm em Minh lên vô. Đâu rồi nổi không? Ghê vậy, mạnh vậy. Cái thùng hàng này cô gửi khá là nặng luôn nha cả nhà. Thùng này mình đoán chắc phải tầm nặng không? Mười mấy 20 ký. Có 10 ký, có 10 ký hơn á. 10 ký này nè. Hơn chứ. Hơn á, nặng á. Hơn á, nặng mà. Ở đây thì mấy anh em mình có chuẩn bị đồ ăn cả nhà. Kiểu như bữa nay tính quay một cái video mà ăn một cái món ăn đơn giản. Nó đơn giản thì cũng không phải là đơn giản, nó cũng hơi là cầu kỳ. Nè, món gì nè? Đâu, mở ra coi. Trong đây có rất là nhiều loại ốc luôn á cả nhà. Đây có mình bỏ chung vô hay sao? Bỏ vô chung. Bỏ chung vô gỡ lần luôn. Phải sắp kia nha, nó mới hấp dẫn. Cũng được. Thì mình xịt xịt từng món trước đi. Cái này là món gì? Ốc gì? Xà lông. Cái này là xà lông. Đây là xà lông. Cái này 1 kg xà lông hả? Đúng rồi, 1 kg đó. Ờ, 1 kg. Để cho mấy thao bự nha. Nè, phân chia ra hai bên cũng được. Còn ở đây là nó mua nhiều loại xà lắm cả nhà. Đây là cái con ốc gì nè? Ốc hương hả? Không phải ốc hương, ốc nhảy. Có ốc nhảy không? Có ốc nhảy bên đây. Ốc nhảy. Ốc nhảy, ốc gì? Ốc này ốc dê. Hả? Hả? Ốc dê chứ. Ốc dê. Ốc nhảy, ốc nhảy. Ông này là ốc nhảy đó. Chứ ốc gì? Ủa, lấy cái gỗ. Cứ để lấy gỗ vô, lấy gỗ mấy đứa cứ lấy mấy cái gỗ xong để phân ra. Cái con ốc này mình khi mà mình mua cái nhà, mình mình ăn á là mình phải biết cách hấp nha, mình không biết cách hấp là nó sẽ thụt vô trong á, rất là khó lấy luôn á. Còn con này con gì vậy? Con này là ốc mặt trăng. Ốc mặt trăng hả? Đây con ốc mặt trăng này cả nhà. Chắc tại trên cái này nó có cái nắp nhìn như mặt trăng nè. Thôi thấy rồi. Em mình lấy ra để riêng luôn cả nhà, để riêng để mà xịt cho nó sạch. Chứ không là nó sẽ không có sạch đó. Con ốc này là ốc gì nè? Ốc đó là ốc con gì? Đó là con sò đá. Sò đá hả? Con này là con sò đá hả? Đúng rồi. Con sò một ngút đây vậy? Đây, đây mở ra coi. Mở ra thử. Nó mua mấy loại luôn á mà. Cái này kiểu như mua cái chỗ bên kia nó coi thấy bán cũng rẻ cả nhà. Ký nhiêu nè? Hả? Một ký bao nhiêu? Sò đá hả? Sò đá này không em không nhớ luôn. Nãy nằm gớt nó bị bể anh. Nãy gớt cái bịch này xuống đất nên bể mấy con cả nhà. Mua tổng cộng như 4 loại đúng không? Đúng rồi. Bỏ mấy con. Ốc mặt trăng. Ốc mặt trăng. Là... Nãy quên kêu bô mua 4-5 loại hay nhiều loại để cho cái gì. Lấy xe quay của anh Bin đi á Hào. Ốc này ốc sao hỏa. Rồi xịt để... Rồi mở lên, mở lên. Giờ Na nó đang xịt để cho sạch này cả nhà. Nè cầm em đi xịt cho. Được không? Được.
cái giò này xịt cũng chưa có mạnh đâu, cái giò mà kiểu như nó phải chưa, cái giò này đâu có mạnh lắm đâu, cái giò này nó cũng không mạnh lắm, cái giò mà kiểu như xinh mà nó mấy giò gửi xe mạnh mạnh á mới được. Cho ốc trắng luôn hay gì? Tẩy luôn. Trắng được á, ăn thịt nhiều là trắng mà. Ủa có mấy con gì nữa nè? Lộn xộn vậy. Sò lộn xộn hả? Lại. Đây nè, nguyên một rổ ốc nè. Ốc này là kiểu như mình nước sôi cái xíu mình bắt nó sôi cái bỏ vô cái rồi lấy ra liền. Lấy ra liền trời xíu lấy ra liền. Không gì mình làm nó bị lỗi á mình. Ốc quá trời ốc. Ốc này ốc một mắt nè. Ốc mặt trăng. Lát nữa con này mới còn xịt kỹ nè. Con này nè. Con nó dơ. Con này dơ nè. Hào giờ đang chạy qua rước mi nha cả nhà. Xịt cho nó sạch sạch mình ăn cho nó ok cả nhà. Nó xịt cái nó văng ra mấy cái gì quá trời luôn nè. Vậy chắc sạch rồi đó nè. Ở đây nước giờ cũng sôi nè cả nhà. Giờ bắt đầu mình đổ ốc vô mình hấp nha. Đó. Đổ vô hấp sơ rồi. Cái này xò lông á ta, sao cái lông nó đen nhiều quá ta, nãy giờ xịt lâu lắm rồi. Đụng vô cái tay nó không có dơ cả nhà, nhưng mà kiểu như nó cái lông nó đen nhiều vậy. Hấp này chứ. Đổ ốc này luôn. Đổ một lớp vải mùng lên nha, để mình hấp nhiều khi lát mình sợ con ốc nó bị rớt xuống nên bỏ một lớp vải mùng lên. Con này nhỏ. Con này nó hơi nhỏ, nhưng mà chắc dễ gì rớt được, sao rớt được. Mình lôi lớn lên. Không rớt đâu. Tính ra nhìn nó nhiều nhiều vậy chứ nó cũng nhỏ, cái này mà kiểu như mình mua chỗ đại lý thì nó rẻ cả nhà. Khi mà mình ra ngoài á, mình ăn ở ngoài tiệm á, người ta bán cũng khá là cao đó cả nhà. 30-40 một dĩa nhưng mà chắc cũng không được bao nhiêu đâu. Để nắp lại. Đây nè. Ủa. Mình vớt sạch banh ra, mình để bên vớt ra để cho nó ra đi hết luôn cả nhà. Bây giờ bắt đầu mình sẽ lấy mình bỏ cái đọt mới vô nha, cái đọt mới nè. Bỏ vô đi nè. Hấp con này đi. Hấp qua cái này đi luôn thôi. Cái này là ốc gì quên mất tiêu nè. Sò đá. Sò đá. Rửa cái gỗ, chút nữa chén sơ cái gỗ, bỏ cái này ra lại nữa ra kia, xếp nữa là ok. Mà mình hấp ốc xong xuôi hết, giờ mấy anh em mình sẽ bài trí ra ngoài để mà ngồi ăn thôi cả nhà. Ơi rớt. Đó, để tàu lấy chúa để đây luôn, lát ăn gì xong sẽ gom vô bịch đem dục luôn cho nó gọn gàng. Này mấy con ốc này nè. Ở trong đó cái thịt này nó tự nẻ ra nè cái nhà. Nẻ ra. Nãy nó qua một bên rồi mình lấy mấy lỗ ốc kia ra mình sắp ra rồi mình sẽ ăn luôn. Đổ cái kia ra luôn này nè. Ngon quá, hai nhìn con ốc này nó ngon quá ha. Nè, nó có con này cũng mấy nè. Con này màu đỏ nè. Được. Ngon lọt nè. Đâu ra lọt rồi, một con này vô nè, nó màu đỏ nè cả nhà. Đó, đổ cái này ra giữa nữa. Còn cái ốc mặt trăng nữa, tụi mình có 4 loại lên cả nhà ơi. Đó, đổ cái ốc mặt trăng ra mé ngoài nữa là mấy anh em mình ra ngoài ăn thôi. Bo thì đang đâm cái chén nước chấm, con này nó nhỏ nhỏ vậy nè. Mình luộc nó sẽ vừa tới thì ăn cái thịt nó sẽ không có bị, ủa sao nó thụt xong luôn. Không, mà lấy cái kim á mới ăn được á. Phần ốc này phải lấy cái kim mới ăn được cả nhà. Ốc nhảy nha. Ô đây cả nhà, thì nguyên cái mâm ốc của mình mấy anh em mình cũng đã dọn ra hết xong xuôi rồi cả nhà. Thì ở đây là có 4 anh em mình ngồi ăn nha. Rồi đằng sau camera là có 23 đứa, là tổng cộng 7 đứa cả nhà. Thì cái khung hình mình muốn để như vậy coi cho nó hấp dẫn, tại vì không có vô hết được khung hình á. Thì My thì sớm này cũng đi về nè cả nhà. Ở đây có ốc này ốc gì nè? Ốc này là sò đá. Sò đá. Con này là ốc nhảy. Ốc nhảy. Ủa? Ốc nhảy. Sò lông, với lại cái này là ốc mặt trăng, còn hay là gọi là ốc mắt ngọc. Ốc mắt ngọc á.
Ok, rồi ăn đi. Anh ăn trước đi, anh ăn thử đi anh Bin. Ăn giờ không biết ăn con nào hết á, nhiều à. Con quá biết ăn con nào hết á. Thử trước đi. Ăn thử con này. Nè Kim. Mấy đứa ngồi ngoài ăn đi mấy đứa, cứ ăn đi mấy đứa, hỏi ăn đi thoải mái đi mấy đứa. Mấy anh em mình tại ngồi cái quay này chứ mấy anh em mình ngồi ăn đủ hết luôn cả nhờ. Con này phải ăn bằng cái kim mới được nè. Ăn cái kim để ăn con xoài nhảy á. Trời cái đít lên bên ăn cái đít không? Cái đít ăn đi. Được, rất ăn được, ăn béo. Đúng rồi, em hay á. Ừ, hay á. Đúng rồi, anh em. Này kim. Cái nhà mới nhà có ốc nha. Sao vậy? Mời bà con chú ăn cùng với anh em. Ôi chết quên mời luôn, quên mời cả nhà luôn. Ừ, con này ngọt nha. Ngọt. Ngọt. Cắn vô cái lưỡi cái gì đâu. Đây, mời nha. Ừ, mời cả nhà nha. Mời bà con chú cùng ăn với mấy anh em con nha. Ủa, kim đâu nè? Đó, nhau ăn cây đó. Có 4 ngày à. Ăn thử con ốc mặt trăng. Ồ, đây là con ốc mặt trăng này cả nhà. Đụng vô nó cứng cứng đó mình. À. Cứng không? Ủa cái đít này của nó ăn được không vậy? Nam bấm vô cái màn hình giùm bên cái Nam. Đó, rồi bấm ra lại, bấm ra lại rồi nó mới gõ ngoài được hết. Nó đi lấy tâm. Lấy tâm hơn. Nó đi gì? Con này sò đá. Mình ăn thử. Hay ha, ok. Ừ. Ông này béo ghê. Béo không béo ăn em. Ừ. Cái này nó thơm như vậy. Thơm không? Thơm. Con này vừa giống xà huyết mà vừa giống xà lông. Cái dữ vậy. Ừ. Sao ốc mặt trăng xanh Bin? Bin em mở em mới ăn con ốc mặt trăng ăn nó lạ nha. Mặt trăng. Ăn nó béo béo. Mình Bin bỏ cái đít này, Bin đâu ăn cái đít đâu. Kìa. Để thấy em thử ăn cái đít con cái gì. Ờ, thì dở là nguyên ăn con được, ốc luôn. Ăn được, ăn ốc mặt. Nó béo lắm Bin. Béo không? Ăn cái đít luôn hả? Béo quá. Đập cái ốc mặt trăng nha. Ừ, cái hộ xanh. Cái đít ăn được không vậy? Được. Để chút anh Bin nó xỉu không vậy? Ăn nhiều quá là bị quất á. Ừ. Thôi, cái con sò này nó mập ú luôn nè. Ừ. Cái. Quá đã luôn. Cái. Ngon. Sò lòng. Chứ con mình nó ú nù luôn mấy đứa ăn thử con này nè. Ừ, nó nụ quá. Ừ, nó chấm thơm nhỉ. Để chấm thử cái nước chấm của người ta cho nè. Thơm lên Bin. Thơm không? Thơm mùi lá chanh. Sao nó có cái gì hai bên không vậy? Ừ, cái tiết á, cái tiết của nó. Ăn đi ngon. Tiết á. Ngon. Bin, ăn cái ốc mặt trăng lấy. Ủa, không mời em nhầm. Ê, dữ quá. Ốc này cho lấy Bin. Giống xà huyết. Mà có mùi xà lông. Mà cái thịt nó giống xà lông chứ. Ê, dạ, dạ. Nếu xíu nữa dằn con ốc ra ngoài vậy luôn. Có Bin, lấy sao vậy? Hả? Có cái chân mép, con nó bị thụt rồi, lấy cái con khác đi. Cái đít nó không nắng mà béo. Béo luôn. Ừ. Con này mập dữ luôn á. Mập dữ dội con làm rồi. Em thấy ăn cái hay cực nha. Cực mà ngon. Ừ. Có mấy con mình kiểu như mình để quá lửa cái nó bị thụt vô trong luôn. Nó chỉ để ra một cái chân nhỏ thôi. Mình khiều nó hơi bị khó. Thì được mang. Được. Con này mà luộc lửa lớn không mà để lâu là nó thụt vô luôn hả? Đó đây. Nó nè. Ngon nha, hấp dẫn nha. Nó ngon ghê luôn đây. Nó ngọt ha. Ngọt. Bên cái con sò đá này nó mập ghê luôn á. Cái vỏ nhỏ xíu mà có thịt ốc nè. Đâu nè, xem. Quá trời luôn. Ta ghê à. Ủa, đứa nào để sẵn con này vậy? Ngon đó. Chị à? Cho Bin ăn đó. Trời, cảm ơn mấy đứa nhiều nha, ăn đi trời. Lộn Bin chị à? Lộn Bin con nào là Bin ăn hết con đó.
Ừ. Ừ, béo. Ừ. Bên trước, mình lấy chén nước mắm thử coi. Nước mắm không ngọt luôn. Có con này bị lọt rồi. Lạ không? Mẹ ăn không? Ba không? Ăn miếng đi, ăn miếng đi. Cả đống ăn còn mua cả đống. Bị gì? Ai biết đâu ăn thử không? Bị gì mày đưa tao mày? Bị gì đâu không? Hảo thích ăn ốc nào nhất Hảo? Chứ ốc này ngon nè. Con này bị gì nè? Bị chắc. Này năng có gì? Con nhảy thịt nó đưa ở thì khó rồi nè. Này năng có gì? Ngon, mày ăn thử đi. Ủa cho năng cây tâm đi con. Gì? Con ốc ốc nhảy thịt dở thì khó. Nhưng mà ngon, con này ngọt ghê, thịt ngọt. Mà nó hơi nhỏ. Ngon. Mày không ăn cái đất hả? Đây, mình mới vừa lấy một miếng nước mắm ngọt này cái nha. Nước mắm chua ngọt để ăn thử coi cái vị nó có thay đổi không. Tại vì mình thấy cái con bự này mình thấy thích chấm nước mắm ngọt hơn. Ủa, cái con nó ú nù luôn trời. Con nó đắt hàng quá vậy. Nào. Con nào? Con nó đắt. Biết sao? Ngon. Tại vì nó bự, nó dễ ăn, nó thịt nhiều quá. Ừ. Tấm miếng nó ngọt ăn lạ hơn. Này. Làm hết hồn mày. Tưởng con gì đang hự. Mấy kiện miếng. Mày thấy cái hùng hàng mà của cái cô kia cho chưa? Hả? Mày thấy cái hùng hàng của cô kia cho chưa? Chưa luôn. Cái hùng hàng anh Bình để trong á. Cái nữa cho mày xem. Thùng bự bự á. Mày có lời gì muốn gửi tới cô đó không? Cô hả? Ừ, gửi cho... Con cảm ơn cô đã gửi cho hai chị em con. Ừ. Tính ra gửi cái đơn này từ tháng trước tới giờ luôn. Bây giờ tới đây, tại gửi cái đơn từ bệnh Mỹ về. Ừ, có con ốc này kìa. Nó có vị sẵn luôn hay gì đó. Còn ngọt đúng không? Ừ. Ngon. Con ốc nhảy cái thịt nó ngon nhưng mà nó khó lễ. Có con xài bự nữa mình. Ừ. Còn trên người lấy ốc trên pin. Thôi cảm ơn nhiều nha. Lễ đừng có lễ cho anh nữa. Lễ cho anh con nào anh ăn hết con đó đó. Nói hai lần. Ủa cái nút này mình ăn mình để lại cái nút này mình để dành mình rửa mình chơi mà phải không? Ủa? Gì vậy? Thúi gình đó anh ơi. Không, không có thúi mày ơi. Giống mấy cái nút mà người ta hay làm mấy cái cục cờ gì đó. Nghe chứ con này quá, hỏi nè. Phải đâu? Tại sao không phải? Phải không? Không phải. Nghi đi chứ ăn đi biết. Ốc nhảy này đẹp ghê, cái vỏ đẹp. Đủ màu sắc luôn. Đẹp không? Đẹp thì ăn đi. Có màu nâu mà ghê, cái đủ màu. Ăn con ốc nhảy xong ra mình sẽ rửa sạch nha. Mình sẽ bỏ trong cái hũ và mình tặng con Min. Chi? Làm cái niệm. Cái niệm làm nhiệm thần. Tại vì ốc nhảy đẹp quá. Ủa gì vậy? Ăn tự nhiên không biết đó. Chưa đủ tự nhiên hả? Nam đồ na đồ mi đồ hào đồ sao chơi ăn mạnh mạnh cho em cũng hơi ngại. Ngại quá hả? Trời ơi cái con này nó uống nụ luôn. Trong cái nước mắm có vẻ nó ngon hơn nha. Ủa trời ơi. Béo. Lâu lắm mới ăn ốc là kiểu như vậy luôn đó nha. Thấy sao? Đã. Kiểu như mình tính mua thêm mấy loại nữa nhưng mà kiểu như giờ tầm giờ này người ta còn có ít rồi, không có còn nhiều. Là mình mua chả hết mình. Ừ, còn loại nào. Ủa? Mua loại đó. Anh biết ăn sò lắm hả mình? Sò gì? Nè yeah, sò nè. Tại ăn nó ngon. Nó ngọt. Thơm ha, nó ngọt nước. Nãy quên mua hào ăn ha. Ừ. Con này lưỡi nó hơi khó.
Ủa, này không hẹn mà đông đủ luôn nè Minh. Không hẹn mà gặp hả? Ừ, thì á. Để hơi khó nha, khó lễ. Nè, này hấp chín không vậy nè? Không chín được. Không chín được hả? Sao không chín được? Anh tắt ra đi. Chứ hấp lâu quá nó bị teo lại. Là mấy cái con mà con ốc ngựa hồn ngoài biển lấy vỏ này đúng không? Có biết đâu. Không. Có ngựa hồn sao chui vừa có vỏ nó được. Chị ta sao mấy con này không lấy được. Ừ. Đây nè. Không có con này nè. Nó trốn rồi nè. Đây. Được. Vỏ nặng. Hay hả? Cái con này cái vỏ nặng hơn Minh. Ồ vỏ nặng, mấy con này chủ yếu là vỏ nặng mà. Trời lỗ đầu luôn á. Cái này tổng cộng là 5kg á cả nhà. Mà nó... Ủa con nào, con ốc nào vỏ nó 5-6kg vậy á. Lấy ăn sao đi. Cái này cái muỗng bóp lại cái cạch cái này dần. Anh Bin theo chăm mấy con ốc này, anh Bin thích con nào nhất? Con nào anh Bin cũng thích á. Có con này là lãi nó hơi khó chút xíu nhưng mà cái thịt của nó ăn lại ngọt. Ủa sao em thích ăn cái con nhỏ hơn? Con nhỏ hả? Sao vậy? Ốc nhỏ. Để vậy mà con nhỏ không? Không biết là em thấy không? Ngọt. Trời nãy giờ không nói gì hết chị. Ăn ngon quá mà không nói được lời luôn. Gà gái lô phi chiêu giờ bữa nó làm cái bánh trung thu khổng lồ không thấy được khó làm không nha. Khó thì mới làm chứ dễ quá ai cũng làm được rồi sao không làm không anh Bin đi mua nguyên liệu về làm cái bánh trung thu hình YouTube. Không được. Cũng được, đồ một là được, hai là không chứ cũng được. Mi mi. Vậy đi ăn nè. Ủa, anh tưởng mày đút bánh này. Đút bánh. Mày xứng đáng xuống địa ngục. Ừ. Rồi anh Bin. Ơ gì vậy? Ăn gì rất giòn tùm lum em. Dính cái con này không có háo được luôn. Thì cái gỗ này như hơi nhỏ hay gì á. Hả? Ủa mấy con ốc này ăn ngọt lắm cả nhà. Ngon. Ngon. Này Bin. Hả? Vô. Trễ quá. Đã. Nó ú nù luôn nè. Chấm cái ớt này thử. Ủa nãy giờ ăn nãy giờ mà cũng thử vậy. Đồ ăn ngon quá, không ai nói gì luôn trời. Kỳ gì chứ. Tập trung ăn á. Ủa mà anh Bin định làm cái bánh tôi không lộn mà anh em làm được không? Thử. Anh Bin phải đi học hỏi nhiều nơi chứ. Học hỏi chứ mà làm dở không ăn mình. Ổn lắm. Cái hũa hai sữa trà sữa không lâu á mình còn để dành được bánh bao cũng để dành. Ủa bánh trung thu cũng để dành được ra để được tới 10 ngày luôn mà không lẽ 10 ngày không hả? 10 ngày dục luôn em nghĩ không ai đâu. Nói kỹ em thôi thì cho anh Bin ăn có gì đâu anh Bin bày ra mà anh Bin thích Sáng mai chiều thì mới phải nói là làm thử đã. Nó thử thách làm thử cái bánh trung thu khổng lồ mới nó gọi là thử thách còn nó dễ quá ai cũng làm được rồi đúng không? Ừ vậy anh Bin kiếm khung bự cái khung
tự chế cái khung luôn. Làm ống nước không Bin? Gì ống nước không thần, mấy anh Thu là ống nước gì? Cái là kêu cái khung làm ống nước á. Vô nước nó chảy rồi. Kiếm cái lò nào lượng vừa bán trong khu quanh. Cái gì? Cái lò hả? Kiếm nữa làm cái lò đất luôn. Dạ, thì dễ quá. Nghe nhẹ nhẹ gì đâu. Còn thực hành thì dễ hơn. À, Min biết gì trên Min? Min biết tên gì chưa? Là mình ăn hôm nay á là Nam đi về quê nha cả nhà. Nam về về Bình Định. Hà Tĩnh. Ủa, Hà Tĩnh. Không biết gì. Không biết mà. Ủa? Cái gì cho nó nẹt vậy không biết. Dạ. Yeah. Ngày vô Nam vô ngồi ăn em. Nam, Nam vô đây em. Nam vô đi Nam. Nói chứ anh Bin chạy ra ngoài, anh Bin lấy đồ cái shipper giao đồ cái thấy đó. Ok. Nè. Ủa. Hả? Đang mà. Nè kìa. Đây xài. Đang hơi dơ hết trơn rồi. Con này không làm nước nữa. Có nước á, mà không biết ở đâu luôn rồi. Kìa kìa. Anh em ăn. Ok. Chào mọi người. Chào mọi người. Chào mọi ông dậy đắt quá à. Nè. Anh cười anh Hào. Cho anh rút lại câu hồi nãy anh. Ủa nãy cái muối mà ba đâm bao nhiêu chéo chưa bò? Bảy đâm trái gì đó. Trời. Nó cay. Nó cay luôn. Hôm nay mở sao hả? Mày lấy hai ngón tay mở. Kiếm con nào nó chín sẵn rồi đó. Lấy con mở mở đi. Lấy hai cái muỗng á. Kẹp vô. À đây đây. Này cái. Nè. Ăn đi. Ăn kiều. Mày đang có loại ốc à? Ngon quá. Cái nước chấm người ta cho ăn ngon quá. Ngon thế. Ngon. Có thơm. Năm thử nữa. Mình cho học cái con ốc chăn. Coi, cảm ơn. Đi xưa, đi xưa. Cay quá. Mùi ngon mà cay. Anh đi về quê thấy buồn không? Buồn như cái. Buồn nè. Tôi nói chung kì. Cảm ơn anh chị anh bo nhiều. Chị xin quá. Được rồi, được rồi, được rồi. Chưa ngỏ đâu cũng được hết. Đây dễ ngồi lắm. Sao Hà thấy bữa hôm nay như thế nào? Dạ. Thấy rất là ngon. Hôm nay anh em không hẹn mà gặp nữa. Ủa? Có hẹn mà ta. Nói chung anh em đông đủ, ăn bữa ốc rất là ngon. Đâu hầu như lúc nào ăn ốc anh em mình cũng đông đủ hết nữa nha. Đồ ngon á, làm từ giấc nào nha. Ủa anh đi cùng đông đủ. Làm từ sáng 8 giờ á. Tới giờ hấp 3 tiếng, mỗi con 3 tiếng. Gì? Thiệt mà. Nổ mày. Ừ. Ốc nó rồi béo. Nam thấy sao? Nam thấy ngon. Cảm nhận đi. Cảm nhận rất thấy ngon. Nam chỉ thấy ngon rồi. Rất ngon nha mọi người. Chị hỏi rồi. Chứ để Nam suy nghĩ, Nam để Nam loạt cái. Tới nào đó. Ủa. Nào hỏi mà từ từ đi. Tới bò đi. Tới bò. Mình thấy bữa ốc này rất là ngon. Dầu Nam ốc nó không có bị teo gì hết.
Ốc nó tươi sống. Ốc nó là ngọt nước nha cả nhà. Không có con nào chết luôn á. Gọi nha, gọi nha. Rồi tới sake. Thấy bữa ốc này rất là chất lượng. Không sao thì phải để lên hàng đầu. Ăn rất là ngon. Không sao gì. Đã. Thì phải để lên hàng đầu. Vậy thôi hả? Đúng rồi, ngon à. Công ý. Mấy sao? Là biết rồi đó. Ai cũng ngon hết nhỉ? Ôi như ngồi nó ngồi chứ đâu ăn gì đâu dễ đi em. Rồi giờ mình hỏi có ai thích loại ốc nào nhất ha? Bo, bo thích loại ốc nào nhất? Bo con sò này. Con sò đó, con sò này. Sò đá. Sò đá, hào. Hào hết hết. Một loại thôi thích nhất á. Thích nhất hả? con này nè, ngon, mềm. Mất trắng hả? Rồi tới Nam, Nam thích thì con này nha mọi người. Đá luôn. Ủa sao con thích con sò đá? Con được ăn cho con vô thịt. Rồi sao kê, kê thích con gì? Thích con ốc nhảy. Ăn vô sẽ được. Ủa đây có ốc nhảy hả? Thôi mọi người hỏi. Ủa, ở đây có ốc nhảy hả? Nè, ốc nhảy là con mình đang ăn á. Là nó nhảy. Mọi người thì ăn con gì? Ừ. Cả nhà chứ. Ông ba cô chú. Mà nó nhảy hả? Hay sao mà đặt nó là ốc nhảy? Ờ bỏ vô, hình như bỏ muối vô hay sao thôi, bỏ gì vô này nhớ là gì? Bỏ gì vô. Ủa mà sao nó nhảy được trời? Nó đau, nó dậy á mấy. Nó phải. Nó đau quá, nó dậy. Nó búng 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 rồi đó. Người ta kêu là ốc nhảy. Kết ốc nhảy hả? Đúng rồi. Còn My, My thích ốc gì nhất? My thích ốc nhảy nhỏ này nè. Rồi ốc nhảy luôn. Ốc nhảy luôn. Ăn cái thịt nó ngọt. Ăn hơi cực chút. Ừ. Ê, nó giống cái con ốc gì nhỏ nhỏ thôi. Ốc hương. Không phải, ốc hương mà vậy. Ốc ốc ruốc. Ờ, đúng rồi. Nhưng mà con này thịt nhiều hơn. Ơi nó bự hơn. Nhưng mà ốc này trong đây cũng chắc thịt là ngon. Không có loại ốc nào để chia. Còn bà cô chú thích loại ốc nào trên đây á thì để lại bình luận cho anh em tụi con biết chứ nha. Và còn hãy quên đăng ký kênh, bấm vào cái chuông. Ủa hãy quên là sao? hãy quên. Nhớ đăng ký kênh. Cho video này một like, một subscribe và một và ấn vào cái chuông bên dưới. Ơi bây giờ á thì anh đi cũng lâu quá rồi cho nên là tụi con quyết định là tụi con sẽ kết clip ở đây luôn. Để anh về cũng hơi lâu, cả nhà đợi mất công. Dạ, để cả nhà đợi lâu quá thì cũng không có hay clip cho nên không? Là clip nó cũng đã dài rồi mọi người. Với lại con cũng xin cảm ơn cô chú và cô chú đã ủng hộ kênh từ đầu tới giờ và xem hết cái clip này rồi. Mọi người muốn nói gì nữa không? Rồi cảm ơn cả nhà đã ủng hộ anh em tụi con và nếu mọi người muốn tiếp thêm động lực cho anh em tụi con nữa thì mọi người hãy nhấn cái nút like và bấm cái chuông để đăng ký. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tạm biệt cả nhà. Bye cả nhà. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Bye.